Làng Tròn Đen, thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ có 162 hộ với 696 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Gia Rai. Hàng tháng, lực lượng công an đều phối hợp với hệ thống chính trị, người có uy tín của làng Tròn Đen tổ chức các buổi tuyên truyền như thế này nhằm nâng cao nhận thức của bà con trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Cùng với đó, những vấn đề tồn tại hoặc mới phát sinh liên quan đến ý thức tham gia giao thông chưa tốt của một bộ phận người dân đều được đưa ra thảo luận, tạo sự đồng thuận cao trong bà con. Từ đó, cộng đồng trách nhiệm chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông. Bây giờ thì đi xa gần coi như là phải đội mũ bảo hiểm là bảo vệ thân mình, bản thân mình trước. Đấy, bây giờ thì cứ coi thường coi như là bản thân thì coi như là thôi, bây giờ đi gần mà cần gì đội mũ bảo hiểm thì không Mary thì coi như là bị tai nạn thì coi như là lúc đó lại bị chân sò não. À, thì có ai cái việc đó là có ai chịu trách nhiệm không? Đấy, ông mong rằng coi như là bà con phải hết sức quan tâm. Đấy. Dạy bảo cho con cháu mình phải chấp hành vì cái luật giao thông đường bộ. Tuyên truyền về cái luật giao thông đường bộ thì bản thân và nhân dân trong làng cũng biết biết đến cái chỗ mà mình đi xe là không được chở ba hay là đi xe đúng mà chở theo người đúng quy định là chở hai người và uống rượu bia thì không nên lái xe nữa. Bản thân cũng trong người trong làng thì cũng đã nâng cao được cái nhận thức về cái luật và vi phạm giao thông đường bộ là mình và phải chấp hành. Mình tuyên truyền về mình mà đi cứ họp được nghe thì mình và nhân dân về tuyên truyền lại gia đình, tuyên truyền lại người thân mình phải chấp hành cái luật giao thông. Bên cạnh việc đổi mới phương thức tuyên truyền, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Cơ còn phối hợp chặt chẽ với thôn trưởng, già làng, người có uy tín tại địa phương quản lý chặt số thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, chạy xe lạng lách, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 19 qua địa phương. 7 tháng của năm 2023, lực lượng công an đã tiến hành gọi hỏi răn đe và cho 137 thanh thiếu niên ký cam kết không tái phạm. Được lực lượng công an tuyên truyền cho ký cam kết rồi thì sau này bản thân khi điều khiển phương tiện phải đội mũ bảo hiểm, đi xe không vi phạm tốc độ, không có chở 3 chở 4 nữa. Công an xã là cái lực lượng nòng cốt tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của xã đã quyết định đưa cái số em này vào diện quản lý giáo dục tại cộng đồng, thì phân công cho các cái hệ thống chính trị địa phương từ xã cho tới làng tham gia tuyên truyền vận động quản lý các em. Công an huyện Đức Cơ cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở vào các khung giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt là duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp giữa ba lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông trật tự và công an cấp xã. Sau khi triển khai là phối hợp tuần tra ba lực lượng theo cái khung giờ, một là tuần tra theo cái chiều tuyến 15 giờ đến 18 giờ đêm và sau đó tuần tra đêm là từ 22 giờ đến 3 giờ đêm. Thì đây là một trong những kế hoạch lớn của mà thực hiện của lãnh đạo công huyện. Từ đó thì cái tình hình ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Giang La có chiều hướng giảm. Qua công tác tuần tra kiểm soát từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Cơ đã phát hiện lập biên bản hơn 1.730 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.680 trường hợp với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng, tước 160 giấy phép lái xe các loại.